Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mấy ngày qua, thời tiết khu vực Bắc Bộ khiến bầu trời âm u, lạnh giá, nhưng không làm mờ đi hình ảnh của một phi công trẻ tài năng, bản lĩnh, chấp nhận hy sinh để cứu máy bay trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đáng buồn là sau đó anh đã hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự mất mát lớn trong lòng gia đình, đơn vị và người dân. Theo Sinh News, trong ngày, Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Phú Thái, tác giả tập sách Lính bay nổi tiếng, chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh di vật còn lại sau vụ tai nạn máy bay Su-22 của phi công Trần Ngọc Duy. Chiếc mũ bay của anh Duy được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Kính mũ đã vỡ, quai vẫn còn gắn kèm mặt nạ dưỡng khí. Trên đỉnh mũ có mảnh giấy dán băng keo ghi tên chủ nhân. Trung tướng Phạm Phú Thái chia sẻ nỗi mất mát của lực lượng không quân Việt Nam khi một người lính bay trẻ tuổi hy sinh. Ông trân trọng gọi người phi công kém mình 43 tuổi là đồng đội, đồng thời có mặt tại Yên Bái để dự tang lễ của anh. Chia sẻ về sự hy sinh của phi công Trần Ngọc Duy, Trung tướng Phạm Phú Thái viết: "Sự hy sinh trong hoạt động bay của không quân trong thời bình cũng giống như hy sinh mất mát trong chiến tranh, nên chiến tranh không bao giờ kết thúc trong lực lượng không quân." Tại tang lễ phi công Trần Ngọc Duy, Trung tướng cựu phi công vũ trụ Phạm Tân cũng có mặt để thắp nén hương cho người đồng đội trẻ. Gặp nhau tại trung đoàn dịp kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ trên không hồi tháng 12 năm 2022, tướng Phạm Tân nhớ Duy là chàng trai cao lớn, nụ cười hiền lành và toát lên bản lĩnh. Hai người cùng quê Thái Bình, trưởng thành từ đoàn Sao Đỏ và là thế hệ phi công quân sự lớp trước, lớp sau nên đã nói chuyện rất lâu. Thiếu tá Duy coi tướng Tuân là thần tượng, hai người đã chụp chung một tấm ảnh. Duy cùng đồng đội nói muốn noi gương thế hệ đi trước, trở thành phi công giỏi, có thể xử lý mọi tình huống hóc búa khi bay. Trung tướng Phạm Tuân từng chia sẻ trên báo Công an Nhân dân: "Tôi nghĩ rằng người phi công thời chiến hay thời bình cũng vậy, luôn có bản lĩnh vững vàng. Tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí, đồng đội luôn là động lực thúc giục chúng tôi bay trên bầu trời Tổ quốc. Có lẽ vì thế mà phi công Trần Ngọc Duy đã quyết định cố cứu máy bay dù đã nhận được lệnh nhảy dù rời khỏi máy bay." 14h30 ngày 2 tháng 2, linh cữu thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Liêm, thành phố Thái Nguyên. Điếu văn truy điệu nhấn mạnh, thiếu tá Trần Ngọc Duy hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu là tổn thất to lớn đối với quân đội nói chung và lực lượng không quân nói riêng. Theo ghi nhận của VTC News, đồng đội và người dân đứng kín đoạn đường gần nhà thiếu tá Trần Ngọc Duy ở phố Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhiều người đã nghẹn lòng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh bố mẹ và vợ con phi công Trần Ngọc Duy tiễn biệt người thân về với đất mẹ. Trước đó trở lại đơn vị công tác, vào lúc 12 giờ 09 phút ngày 31 tháng 1, khi đó Duy là đại úy phi công cấp 3, Trần Ngọc Duy đã điều khiển máy bay Su-22 số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cất cánh chuyến bay thứ nhất, đài bay huấn luyện số 206. Đến 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Tuy nhiên sau đó máy bay bị rơi, phi công đã hy sinh. Thiếu tá Trần Ngọc Duy, 31 tuổi, nhập ngũ tháng 9 năm 2010, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, sáng ngày 1 tháng 2, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy. Cùng ngày, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định số 109 QĐ-CTN về việc truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy. Thiếu tá Trần Ngọc Duy nhập ngũ năm 2010, tốt nghiệp trường sĩ quan không quân Nha Trang và từng công tác tại Trung đoàn 937 đóng ở Ninh Thuận. Khi hy sinh, thiếu tá Trần Ngọc Duy là phi công cấp 3 với hơn 725 giờ bay tích lũy. Năm 2020, anh đạt thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ, nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và một năm sau được thăng quân hàm trước niên hạn từ thượng úy lên đại úy. Chậu hoa cúc của phi công Trần Ngọc Duy mua vẫn tươi tốt ở góc sân nhà vợ. Trở về quê vợ thiếu tá Trần Ngọc Duy ngay sau ngày xảy ra sự việc, báo Sân Việt có dịp tìm hiểu về nơi mà phi công trẻ có dịp đón cái Tết đoàn viên cuối cùng. Trong xóm nhỏ cuối đường Lê Đại Hành ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận, bà con vẫn chưa thôi bàng hoàng xót xa về thông tin vụ rơi máy bay khiến thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy tử nạn.
Nhắc về trang rể của xóm, ông Hát, nhà ở gần gia đình vợ của thiếu tá Trần Ngọc Duy cho biết, Duy là người sống tình cảm, hiền lành, lễ phép nên rất được gia đình vợ cũng như hàng xóm xung quanh yêu mến. Dù chỉ là rể của xóm, nhưng mỗi khi về thăm gia đình vợ, gặp ai Duy cũng chào hỏi, lễ phép, khiến ai cũng cảm mến. Khi hay tin về sự ra đi của cháu Duy, nhiều người dân, hàng xóm chúng tôi không khỏi đau lòng. Do quá xa xôi, bà con chúng tôi chỉ biết thăm hỏi động viên, chia buồn trước mất mát quá lớn của gia đình tại xóm nhỏ này, ông Hát buồn giọng. Một mình trong căn nhà vắng, anh Võ Quốc Hùng, anh vợ của thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy thẫn thờ cho biết, ngay sau khi hay tin em rể gặp nạn thì các thành viên trong gia đình và cha mẹ anh đã ra sân bay Cam Ranh bay ra Hà Nội rồi lên ngay Yên Bái trong chiều cùng ngày. Bản thân anh Hùng cũng rất muốn đi cùng để nhìn mặt em rể lần cuối, nhưng không thể vì không ai trông nhà và công việc gia đình. Nhớ lại buổi họp mặt gia đình trong dịp Tết Quý Mão vừa qua với đầy đủ các thành viên, anh Hùng không cầm được nước mắt. Vì điều kiện công tác ở Yên Bái nên dịp Tết Quý Mão vừa qua cũng là lần đầu tiên Duy đưa vợ con về ăn Tết dài ngày cùng gia đình tôi ở đây. Tết sum vầy, gia đình vui bao nhiêu thì giờ đây nỗi đau mất mát sâu nặng bấy nhiêu, anh Hùng nghẹn giọng. Ngồi lặng yên một hồi, anh Hùng dẫn chúng tôi xem hai chậu hoa cúc vàng do chính tay Duy lựa mua về trưng Tết Quý Mão trước sân nhà. Hai chậu cúc vẫn còn xanh tươi, nhưng người thì nay đã không còn. Nhìn hai chậu cúc vàng, tôi thấy ruột gan mình như bị sắt muối, đau nhói. Nghĩ lại thấy thương cho vợ và hai con nhỏ của Duy, anh Hùng nói rồi đưa tay lau nước mắt. Theo lời anh Hùng, tối hôm trước khi xảy ra sự cố rơi máy bay, Duy đã gọi điện về trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ vợ và anh em trong nhà. Nào ngờ đâu, đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói thân thương của đứa em rể hiền lành, dễ mến của mình, anh Hùng xúc động. Kể về người em rể của gia đình, anh Hùng cho biết Duy là người sống cẩn thận và rất tình cảm. Dù là rể nhưng gia đình anh Hùng xem Duy như ruột thịt. Những ngày Tết Quý Mão vừa qua, Duy còn báo tin vui với cha mẹ vợ do quá trình công tác tốt, được cấp trên đồng đội yêu mến nên được lên chức là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. Lau vội những giọt nước mắt, anh Hùng cho biết Duy và em gái của anh kết hôn năm 2016 rồi sinh được hai cháu gái. Vì hoàn cảnh và sau khi chuyển công tác ra Yên Bái nên con gái đầu của vợ chồng Duy gửi lại nhờ ông bà ngoại ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm chăm sóc. Riêng cháu nhỏ hiện 13 tháng tuổi, vợ chồng Duy bồng theo ra ở Yên Bái. Cuối năm 2022, vợ chồng Duy có thông báo tin vui vừa mua được căn nhà nhỏ ở gần đơn vị. Dịp Tết Quý Mão vừa qua, Duy cũng đã ngỏ lời sẽ đưa cả gia đình nhà vợ từ Ninh Thuận ra Yên Bái thăm ngôi nhà mới của hai vợ chồng. Nhưng nào ngờ mọi việc xảy ra quá đột ngột khi nhận tin Duy hy sinh, gia đình tôi như chết lặng. Tội cho hai cháu nhỏ, đứa lớn chỉ mới năm đầu cấp sách đến trường, đứa sau mới 13 tháng không còn được gặp cha. Anh Hùng nghẹn giọng dừng lại. Chia sẻ về câu chuyện của Duy, cha vợ của phi công, ông Võ Văn Dũng cho hay, ngày con gái đưa người yêu về ra mắt, ông nhìn chàng trai cao lớn, tin rằng có thể giao phó con gái trọn đời. Trong mắt ông, con rể ít nói, cha con hợp tính nên thường tâm sự về dự định tương lai, biết đời binh nghiệp phi công rủi ro nhiều hơn hào quang. Ông Dũng luôn dặn dò con gái, động viên đừng để chồng buồn mà phân tâm bay không tốt. Theo VN Express, 3 năm qua, vợ chồng ông Dũng đón Tết với nhau khi con gái theo chồng từ Phan Rang ra Trung đoàn Không quân 921 ở Yên Bái làm việc. Cuối năm ngoái, sau khi cất được mái nhà, chấm dứt những ngày thuê trọ, anh Duy quyết định đưa vợ con về ngoại ăn Tết. Trước khi trở về đơn vị, anh dặn bố mẹ vợ mùa hè này ra miền Bắc đi chơi một chuyến. Mùng 9 Tết, tức 30 tháng 1, Chip và Cam, hai con gái của Duy khi trò chuyện video qua điện thoại vẫn nhắc bố cuối tuần đón cả nhà ở sân bay Nội Bài. Cũng như con gái, khi đơn vị báo tin dữ, ông vẫn đinh ninh chàng rể đã bung được dù và chỉ bị thương. Trên đường từ Ninh Thuận ra sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa, gia đình ông mới biết Duy đã hy sinh. Tôi mong muốn thu xếp hậu sự ổn thỏa cho con rể, rồi xin phép thông gia, đơn vị tạo điều kiện đưa con gái và cháu ngoại về Ninh Thuận để ông bà tiện chăm sóc. Người đàn ông 60 tuổi, mắt thâm quầng sau đêm không ngủ nói. Chia sẻ về báo Tiền Phong, chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ của thiếu tá Duy nghẹn ngào chia sẻ. Hai vợ chồng về nhà vợ ở Ninh Thuận ăn Tết từ 24 tháng Chạp.
Đây là cái Tết đầu tiên Đại úy Trần Ngọc Duy được ăn Tết trọn vẹn cùng vợ con sau 3 năm trực Tết ở đơn vị. Mùng 4 Tết, anh Duy bay xa trước để mùng 5 lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ 7 tới, tức 14 tháng Giêng, sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con. Vậy mà, chị Phương nghẹn ngào. Vợ Đại úy Duy nói, chồng mình từ bé đã có ước mơ làm phi công. Thuở nhỏ vì bị say xe, Duy đòi bố mẹ mua ghế xoay tập luyện, quyết tâm vượt qua và thi vào phi công. Đại úy Duy được đồng đội cho biết là người có trình độ bay rất tốt. Trước khi chuyển công tác ra Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy có trình độ bay giỏi khi còn học tập và thực hiện nhiệm vụ ở Khánh Hòa, Ninh Thuận. Mới đầu nghe tin, em nghĩ anh Duy có thể nhảy dù và chỉ bị thương. Đến giờ vẫn không tin Duy đã hy sinh. Bình thường trước khi bay, anh Duy chỉ nhắn tin bố đi bay nhé và nhà gần đơn vị nên hầu như không khóa cửa. Nhưng hôm nay cửa nhà được khóa rất kỹ, đồng đội phải tìm khóa mãi mới thấy, vợ Đại úy Duy nói trong niềm xúc động. Theo Đại tá Dương Quốc Thịnh, Chính ủy Trung đoàn Không quân 921 cho biết, ngay sau khi máy bay gặp nạn, Thiếu tá Duy được đồng đội y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Những hoài bão dang dở của anh sẽ được người ở lại phấn đấu hoàn thành. Đồng đội, những người bạn chiến đấu nguyện học tập ý chí ham bay, say học, lòng dũng cảm của Thiếu tá Duy để xây dựng lực lượng không quân tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ Tổ quốc, ông Thịnh nói. Giành thành tích trong huấn luyện chiến đấu và công tác, phi công Duy đã nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 và nhiều danh hiệu khác, được thăng quân hàm trước niên hạn từ Thượng úy lên Đại úy năm 2021. Còn một người dân viết lời cảm tạ trong sổ tang tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy như sau. Tâm hồn dành cho đất trời, nghĩa vụ dành cho Tổ quốc, trái tim dành cho người phụ nữ, danh dự dành cho bản thân. Tiễn biệt Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.